các bạn, mình là Thảo Lê đến từ HCC Japan. Chắc hẳn là nhiều bạn đang theo học các chương trình tiếng Nhật online, hiện đang làm việc tại Nhật cũng như là học tập tại Nhật thì đều đã biết đến mình cũng như trung tâm HCC Japan với các khóa học online từ N3 cho đến N1. Tuy nhiên thì vẫn còn rất là nhiều bạn đang học tiếng Nhật từ tầm N3 trở xuống ở Hà Nội thì vẫn chưa biết nhiều đến trung tâm HCC Japan cũng như mình. Cho nên là trong video lần này thì mình cũng giới thiệu qua một chút về bản thân. Mình là Thảo và mình tốt nghiệp khoa tiếng Nhật trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Cho đến thời điểm hiện tại thì mình đã có khoảng hơn 8 năm làm việc trong lĩnh vực đào tạo tiếng Nhật và biên phiên dịch tiếng Nhật. Và hiện mình là giám đốc của trung tâm Ngoại ngữ HCC Japan. Trong video ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ một chút những cái phương pháp học tiếng Nhật để giúp cho những bạn mà mới bắt đầu học tiếng Nhật có thể xác định được con đường học tập và cái cách học làm sao cho nó hiệu quả. Trước tiên phải nói rằng tiếng Nhật là một ngôn ngữ khó và để cho chúng ta có thể giao tiếp cũng như là sử dụng được tiếng Nhật thành thục trong công việc cũng như là trong học tập thì các bạn cũng cần có một cái khoảng thời gian khá là dài và cần có cái sự đầu tư khá là dài thì mới đạt đến được cái mức độ như vậy. Do vậy có rất là nhiều trường hợp chúng ta bỏ dở cái việc học tiếng Nhật giữa chừng và phần lớn những cái lý do đó là do các bạn chưa xác định được cái mục tiêu rõ ràng trong việc học tiếng Nhật cũng như là chưa có cho mình những cái lộ trình học tập đúng đắn. Vì vậy, trước tiên khi mà các bạn muốn học tiếng Nhật thì điều đầu tiên mà mình cần lưu ý đến các bạn đó chính là các bạn phải xác định cho mình một cái mục tiêu học tập rõ ràng. Bạn phải trả lời được câu hỏi bạn học tiếng Nhật để làm gì? Có phải vì chỉ vì sở thích xem anime hay là để đi du học hay là để làm việc có được một cái mức lương cao tại công ty Nhật? Khi mà bạn có một cái mục tiêu rõ ràng rồi thì bạn sẽ xác định được cái tư tưởng là mình cần đi đến đâu và cần bao nhiêu thời gian để có thể đạt được cái mục tiêu đó. Các bạn tưởng tượng rằng nếu như mà chúng ta học tiếng Nhật cũng như là làm bất kỳ một công việc nào đó mà các bạn không có mục tiêu thì cũng giống như việc là các bạn cứ đi mông lung, sẽ không có những cái động lực để giúp cho các bạn có thể phát triển hơn, cũng không có những cái động lực để giúp cho các bạn duy trì việc học tiếng Nhật. Do vậy, nếu như bạn đã có ý định trong đầu là sẽ học tiếng Nhật thì điều đầu tiên bạn hãy ghi ra cho mình những câu hỏi tại sao và bạn muốn đạt được cái mục tiêu như thế nào với tiếng Nhật. Sau khi đã có được một cái mục tiêu học tập rõ ràng thì cái điều đầu tiên mà các bạn phải bắt tay vào đó chính là chọn nơi, chọn cái trung tâm để các bạn có thể học tập theo đuổi tiếng Nhật trong suốt một thời gian dài. Điều này rất là quan trọng bởi vì trung tâm cũng như là giáo viên sẽ là những người mà đem đến cái nguồn cảm hứng học tiếng Nhật cho bạn, đưa cho bạn những cái phương pháp học tiếng Nhật đúng đắn và hiệu quả. Bởi vì khi các bạn mới bắt đầu từ đầu thì các bạn giống như một trang giấy trắng, hoàn toàn chưa biết những cái cách thức học như thế nào cho phù hợp, cũng không biết là mình nên tiếp cận như thế nào với tiếng Nhật cho hiệu quả. Mỗi trung tâm thì sẽ có một cái đặc thù riêng, có trung tâm thì đề cao vào cái việc là luyện tập ngữ pháp, nhưng cũng có trung tâm thì đề cao vào cái việc học chữ Hán hay còn gọi là chữ Kanji. Tuy nhiên nếu như chúng ta quá đề cao một phần nào đó trong tiếng Nhật mà bị yếu những cái mảng khác thì đó cũng chưa có thể được gọi là một tiếng Nhật hoàn chỉnh. Thực tế thì có rất là nhiều trường hợp các bạn rất là giỏi kanji, nhìn vào từ kanji thì có thể hiểu được ngay ý nghĩa. Tuy nhiên khả năng phát âm cũng như là giao tiếp thì lại không ổn cho lắm, mà đó lại là một trong những cái điều kiện tiên quyết để giúp các bạn có thể hoàn thiện hơn trong tiếng Nhật. Tại HCC Japan, mình luôn định hướng thiết kế một cái chương trình học tiếng Nhật toàn diện nhất dành cho những người mới bắt đầu học tiếng Nhật cũng như là đang học tiếng Nhật. Chương trình đó sẽ có hai dạng. Với dạng thứ nhất thì các bạn sẽ chú trọng vào cái kỹ năng phát âm, hội thoại, giao tiếp, phản xạ trong các cái bối cảnh, tình huống cũng như là trong môi trường giao tiếp thương mại. Bởi vì thực tế hiện nay mình thấy rằng có rất nhiều bạn học cự pháp và đọc hiểu cũng như kanji rất ổn. Tuy nhiên để mà phản xạ giao tiếp được với người Nhật thì lại không được ổn cho lắm. Do vậy những cái khóa học chuyên về phản xạ giao tiếp các cấp độ từ N5 cho đến N2 sẽ giúp các bạn hoàn thiện những kỹ năng về phần giao tiếp. Còn một cái chương trình học rất là thú vị nữa đó là chương trình luyện thi GLBT, một trong những cái kỳ thi chuẩn của Nhật để đánh giá năng lực tiếng Nhật của bạn. Kỳ thi năng lực tiếng Nhật GLBT vẫn còn thiếu một phần kỹ năng, đó là kỹ năng nói, và nó chỉ có cái phần lựa chọn đáp án theo kiểu là chọn đáp án đúng sai. Do vậy một tình trạng thường gặp hiện nay là các bạn thi có thể đỗ N2, N3 GLBT với điểm số rất là cao, tuy nhiên vẫn không thể viết được một cái câu hoàn chỉnh, thậm chí là khi giao tiếp với người Nhật thì cũng khá là kém, không có thể nói được trọn vẹn những cái phần ý mà mình muốn nói ở những cái câu thậm chí là rất là đơn giản.
Do vậy, những cái khóa học GLBT ở bên HCC Japan thì sẽ được thiết kế theo chương trình là khóa luyện thi 4 kỹ năng. Ngoài cái việc là chúng ta thực hành những cái câu hỏi, những cái phần bài tập giống như trong kỳ thi, thì chúng ta cần phải có những cái kỹ năng khác bên cạnh đó, ví dụ như là viết hay là nghe nói giao tiếp phản xạ. Vì vậy thì các bạn có thể thấy rằng việc lựa chọn trung tâm để mình có thể gửi gắm cái tình yêu tiếng Nhật là một điều hết sức là quan trọng. Nên các bạn hãy đưa ra cho mình những cái lựa chọn chính xác, có thể là dựa vào những cái buổi học thử hoặc là dựa vào lời khuyên của những senpai đi trước. Điều thứ hai đấy là các bạn cần phải xác định cho mình một cái lộ trình. Lộ trình ở đây tức là chúng ta phải phân chia được cái khoảng thời gian cần thiết mà các bạn muốn đạt được. Lộ trình học tiếng Nhật sẽ chia làm 3 cấp độ cơ bản. Thứ nhất là gì? Giai đoạn nhập môn mới bắt đầu. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn các bạn có thể học những cái phần giao tiếp cơ bản, những cái mẫu câu cũng như là những cái phần từ vựng cơ bản. Giai đoạn thứ ba đó là giai đoạn mà chúng ta học ở mức độ nâng cao hơn, giai đoạn trung cấp. Và giai đoạn thứ tư đó chính là giai đoạn tiếng Nhật cao cấp, từ trình độ N1 cho đến N2. Chúng ta sẽ có 4 giai đoạn như vậy. Với mỗi giai đoạn thì các bạn phải chia ra lộ trình mà mình cần đạt được. Ví dụ với giai đoạn nhập môn, tức là chỉ học cái phần luyện chữ cái này, hai bảng chữ cái hiragana và katakana, và chúng ta phải thành thục được cái phần phát âm. Đặc biệt là các bạn phải coi trọng cái phần phát âm ngay từ đầu, bởi vì thực tế là người Việt khi học tiếng Nhật thì có một số lỗi trong phát âm rất là thường gặp, đặc biệt là những bạn mà ở các khu vực có bị ngọng giữa chữ L và chữ N thì cũng bị những tập phát âm như thế này. Nếu mà chúng ta không để ý và chúng ta cứ để những cái phát âm như vậy thì lâu dần nó sẽ hình thành các thói quen, và khi tạo thành thói quen rồi thì tiếng Nhật của chúng ta sẽ rất khó nghe. Nên là cái giai đoạn 1 thì các bạn phải xác định cho mình cái phần nhập môn đấy, chúng ta sẽ học bảng chữ cái trong khoảng thời gian bao lâu, chúng ta sẽ luyện phát âm như thế nào. Đặc biệt với cái giai đoạn này thì các bạn hãy cố gắng để có thể luyện phát âm với người Nhật. Mình nhận thấy là cái phát âm là một điều rất là quan trọng với các bạn. Do vậy, chúng mình luôn triển khai những cái chương trình học phát âm chuẩn miễn phí, và các bạn sẽ được học các phát âm như thế nào cho đúng, và những giảng viên người Nhật thì sẽ chỉnh cho bạn những cái phần phát âm đấy. Thời gian để hoàn thành với mỗi chặng như thế này thì các bạn phải điều chỉnh dựa vào cái mục tiêu của bạn. Ví dụ mục tiêu của bạn là 1 năm có N2, hay mục tiêu của bạn là 2 năm có N2, hay là 3 năm. Tùy vào cái mục tiêu ban đầu đấy thì các bạn phải phân chia ra lộ trình rõ ràng. Thời gian mình cần đạt được cho mỗi lộ trình là như thế nào. Các bạn tưởng tượng là cũng giống như mình chạy đường đua dài. Nếu như các bạn cứ chạy thì các bạn sẽ rất khó nhìn thấy đích. Tuy nhiên, nếu như các bạn chia nhỏ những cái lộ trình đấy ra thì các bạn sẽ nhìn thấy cái đích của mình nó gần hơn, và cái điều đấy nó cũng khiến cho cái con đường chạy của chúng ta nó rõ ràng hơn, đúng không các bạn? Cái khoảng chia lộ trình này thì như mình nói thì nó sẽ thay đổi tùy theo vào khoảng thời gian, về năng lực, rồi những mục tiêu của mỗi người. Vì vậy các bạn có thể tham khảo giáo viên của mình xem là với cái lộ trình đấy thì mình nên thực hiện trong khoảng thời gian bao nhiêu được phù hợp. Tiếp theo mình sẽ đề cập đến những cái phương pháp để giúp cho các bạn có thể học kanji, học từ vựng, cũng như là học về cách phát âm hay là nghe nó một cách tốt nhất. Đầu tiên có thể nói rằng kanji là một trở ngại rất là lớn đối với người Việt học tiếng Nhật. Bởi vì là kanji là một cái loại chữ tượng hình, trong khi chữ của người Việt thì là chữ romanji giống như tiếng Anh, đúng không nào? Loại chữ tượng hình đấy thì nhiều khi rất là khó nhớ và khó viết nữa. Tuy nhiên người Việt lại có một cái lợi thế, đó chính là âm Hán Việt. Bởi vì trong tiếng Việt thì cũng có cái sự ảnh hưởng từ Trung Quốc, đúng không nào? Mà từ kanji của tiếng Nhật cũng là phần được ảnh hưởng từ Trung Quốc. Vậy thì chúng ta sẽ học như thế nào để cho dễ nhớ? Cách đầu tiên là với mỗi một từ kanji thì các bạn hãy tưởng tượng và hãy nghĩ ra những câu chuyện riêng cho nó. Bởi vì bản thân cái từ kanji là chữ hình tượng, được nào? Cách thứ hai đó là các bạn dựa vào cái âm Hán Việt. Từ cái âm Hán Việt đấy thì các bạn có thể nhớ được các cái âm đi ghép đi kèm với nó. Ví dụ nhé, với cái chữ xuân này thì các bạn có chữ tam ở phần trên, đúng không nào? Tam là số 3. Tiếp theo thì chúng ta có cái chữ nhân, chính là hình người, đúng không nào? Cái phần dưới thì của các bạn lại có chữ nhật, nghĩa là thể hiện ban ngày. Ba người nắm tay nhau đi ban ngày, đi chơi thì đó chính là mùa xuân, bởi mùa xuân là mùa để chúng ta đi chơi lễ hội, đúng không nào? Thì khi mà các bạn nhớ những cái phần đơn lẻ như thế, nhớ những cái hình ảnh như vậy thì sẽ giúp cho các bạn nhớ từ kanji dễ hơn. Cách tiếp theo là cách để chúng ta có thể luyện nghe nói và phát âm chuẩn. Với cái cách này, đầu tiên thì nhiệm vụ quan trọng của các bạn là các bạn phải thực hành thật nhiều, nói thật nhiều. Các bạn có thể xem phim, rồi xem trên YouTube những cái video
hoạt hình này, video bài hát này của Nhật rất là nhiều. Và khi mà các bạn nghe xong những phần video đấy thì các bạn có thể thu âm lại cái cách đọc của mình. Sau khi thu âm lại cách đọc của mình thì các bạn có thể nghe lại xem là à, cái giọng của mình như thế thì đã ổn chưa, và cái cách phát âm, cách nhấn nhá như thế đã ổn chưa. Thậm chí là nếu bạn có người quen là người Nhật hoặc giáo viên của bạn là người Nhật thì bạn có thể nhờ giáo viên check hộ xem là cái phần phát âm của mình đã chuẩn chưa. Dần dần khi mà các bạn luyện tập những cái phần đó nhiều ấy, thì nó sẽ tạo thành một cái phản xạ phát âm cho các bạn sẽ không bị sai ở cái phần phát âm. Mà khi mà các bạn phát âm đúng thì cái việc nghe của các bạn cũng sẽ chuẩn hơn. Thường ý, một người mà phát âm sai thì đồng nghĩa với việc là các bạn ấy sẽ không nghe được ra từ đó là từ gì cả. Bởi vì cái mặc định ngôn ngữ ở trong đầu của các bạn khác với cái âm thanh mà người Nhật nói, đúng không nào? Bên cạnh cách đó thì hãy tạo cho mình một cái thói quen làm sao để chúng ta có một môi trường học tập tiếng Nhật xung quanh mình, không chỉ là với sách vở mà còn với những cái phương tiện, kỹ thuật, công nghệ thông tin. Ví dụ như là xem YouTube, đọc báo bằng tiếng Nhật, hay là xem anime, xem phim, rồi đọc truyện tranh. Chúng ta có rất là nhiều những phần công nghệ có thể hỗ trợ các bạn tận hưởng và gặm nhấm tiếng Nhật mỗi ngày. Các bạn hãy lựa chọn các cái bài hát cũng như là các cái nội dung tùy thuộc với cái mức độ tiếng Nhật hiện tại của các bạn, tránh trường hợp là dễ quá hoặc là khó quá. Nếu khó quá thì thường là chúng ta sẽ hay bị nản, đúng không nào? Còn nếu mà dễ quá thì nhiều khi là bạn sẽ không học được thêm một cái phần từ mới nào cả. Tiếp theo là bạn hãy tìm tòi cho mình kết hợp rất là nhiều những cái loại sách để học tiếng Nhật. Mỗi loại sách thì sẽ có một ưu điểm cũng như sẽ có những cái nhược điểm nhất định. Tuy nhiên với những người mới bắt đầu học thì quyển sách lựa chọn tối ưu nhất của các bạn đó chính là Minano Nihongo. Đây là một cái bộ sách mà đã bao gồm chuẩn tất cả những cái phần về ngữ pháp, từ vựng cũng như là phần nghe rồi phần viết. Thì khi mà các bạn sử dụng thành thục cái bộ sách này rồi thì cái khả năng những cái từ căn bản rồi những cái giao tiếp căn bản của các bạn sẽ tăng lên rất là nhiều. Mỗi người sẽ có những cái phương pháp, sẽ có những cái cách thức học khác nhau. Và thực ra không chỉ riêng mình mà rất rất nhiều những cái thầy cô hoặc cả những cái bạn senpai đi trước cũng đưa ra cho bạn những cái lời khuyên. Tuy nhiên phương pháp có thể đúng với người này hoặc có thể đúng với người kia, nhưng cũng có khi lại sẽ không phù hợp với bạn. Do vậy thì bạn hãy trải nghiệm dần dần và tự rút ra một cách nào đó mà khiến cho bạn có thể tiếp thu và học tiếng Nhật một cách tốt nhất. Hy vọng rằng những chia sẻ này sẽ giúp ích cho các bạn trong cái quá trình học tiếng Nhật, đặc biệt là định hình cho mình một cái lộ trình làm sao đấy để có thể rút ngắn cái khoảng cách cũng như là tìm đến cái niềm yêu thích đối với tiếng Nhật. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.